đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Lộ tạo hình giả tân nương của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu, đẹp điên đảo nhưng vẫn bị chê sến sẩm. Tạo hình mới nhất của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu gây nên nhiều tranh cãi. Thành Nghị hiện đang là một trong những nam diễn viên được đông đảo khán giả yêu thích. Hiện anh chàng đang tham gia ghi hình cho bộ phim Liên Hoa Lâu. Để giữ nhiệt cho bộ phim, những hình ảnh mới nhất của Thành Nghị cũng liên tục được cập nhật. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng lại được một phen náo loạn khi tạo hình giả tân nương của Thành Nghị được tung ra. Theo đó, nam diễn viên gây sự chú ý khi xuất hiện với y phục thành thân màu đỏ, đầu đội trang sức cầu kỳ dành cho tân nương. Ngay sau khi những hình ảnh trên được tiết lộ, Thành Nghị đã ngay lập tức gây sốt với nhan sắc đẹp điên đảo của mình. Trong tạo hình giả gái này, nhiều khán giả còn trêu đùa rằng nam diễn viên thậm chí còn đẹp hơn cả mỹ nhân. Với làn da trắng, đường nét gương mặt thanh tú, Thành Nghị dễ dàng gây ấn tượng với khán giả ở bất cứ tạo hình nào, bao gồm cả tạo hình giả tân nương này. Tuy nhiên vẫn có không ít người cho rằng tạo hình này của anh chàng quá lòe loẹt, sến sẩm, không phù hợp với cốt truyện và nhân vật. Họ cho rằng trong tạo hình này trông anh chàng quá nữ tính và điệu đà, làm mất đi khí chất của nhân vật Lý Liên Hoa. Tuy nhiên, khán giả có thể hoàn toàn yên tâm bởi đây không phải là tạo hình cố định của nhân vật Liên Hoa trong Liên Hoa Lâu mà chỉ là hóa trang đặc biệt theo nguyên tác. Cụ thể, theo tiểu thuyết gốc, một người xấu đã lợi dụng trang phục tân nương và ngoại cảnh để ra tay giết người. Nam chính Liên Hoa do Thành Nghị thủ vai phải hóa trang thành tân nương, tái hiện hiện trường, dụ dỗ hung thủ. Bỏ qua tạo hình tân nương gây tranh cãi, thì mới đây một tạo hình mới của Thành Nghị lại vừa được leak ra ngoài. Theo đó, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao khi tạo hình bị thương của Thành Nghị được tung ra. Đây là cảnh quay nhân vật Lý Liên Hoa bị thương ở tay, phải băng bó cố định. Xuất hiện với tạo hình đơn giản, Thành Nghị vẫn gây sốt bởi làn da trắng phát sáng, gương mặt tuấn tú cùng vóc dáng hợp cổ trang. Khán giả không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp của anh chàng, cho rằng Thành Nghị hợp với những tạo hình đơn giản như thế này hơn là tạo hình cầu kỳ, lòe loẹt. Trong Liên Hoa Lâu, Thành Nghị vào vai thần y Lý Liên Hoa, hay còn có tên khác là Lý Chương Di. Chàng tung hoành khắp chốn, bắt theo một tòa Liên Hoa Lâu hành tẩu khắp nơi, cuối cùng cứ thế mà bị cuốn vào chốn giang hồ nhiều phức tạp và hiểm ác. Những tạo hình của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu không ít lần gây sốt vì quá đẹp và hợp với nam diễn viên. Vào vai một thần y, Thành Nghị được đánh giá là hợp vai khi sở hữu gương mặt thanh thoát, vóc dáng hợp cổ trang cùng lối diễn xuất được đánh giá cao. Một số bình luận của khán giả về tạo hình của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu. Liên Hoa Lâu có vẻ tạo hình khá hợp với Thành Nghị, kiểu đơn giản nhưng có cảm giác rất sang trọng, thư sinh chứ không bị một màu. Tân nương này hơi kỳ lạ nhưng công nhận nét đẹp của Thành Nghị dễ vào tạo hình này thật, nhìn không hề giả trân mà kiểu rất nhẹ nhàng, thanh tú ấy. Chi tiết này trong truyện khá là thú vị, tuy nhiên màu y phục xanh lên phim lại thành đỏ, chắc để cho nổi nhưng nhìn chung vẫn đẹp. Thành Nghị chắc là một trong số những nam diễn viên hợp cổ trang nhất hiện tại đấy nhỉ. Nhìn tạo hình phim này bộ nào cũng thấy đẹp mê, hú hồn, không biết lại tưởng gãy tay thật. Nhưng phải công nhận Thành Nghị trong phim này tạo hình nào cũng đẹp, cũng hợp hết nhỉ. Mấy hôm trước mới thấy mấy cái tạo hình đỉnh lắm luôn. Cốt truyện hay, tạo hình đẹp, Thành Nghị khả năng diễn xuất ổn định. Liên Hoa Lâu quả thật là dự án đáng trông đợi, mặc dù hơi lòe loẹt thật nhưng theo kịch bản gốc phải vậy nên cũng không cần phải bất ngờ. Đây lại càng không phải là tạo hình chính thức, chỉ là hóa trang thôi mà, không cần phải gay gắt như vậy. Bộ phim Liên Hoa Lâu với sự tham gia của Thành Nghị hiện đang trong giai đoạn ghi hình và dự kiến sẽ được lên sóng trong năm 2023.